Sáng nay ngày 26 tháng 6, tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 trên địa bàn huyện. Năm 2024, toàn huyện Vĩnh Lộc có hơn 800 thí sinh đăng ký dự thi tại hai điểm thi tại trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc và Trung học phổ thông Tống Duy Tân với 36 phòng thi, trong đó có hai phòng thi dự phòng đảm bảo thuận tiện cho thí sinh dự thi. Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi, Huyện Vĩnh Lộc cũng đã chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong và ngoài khu vực thi, đồng thời bố trí nơi ăn nghỉ thuận tiện, an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ từ nơi khác đến. Đoàn công tác đề nghị các điểm thi thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, đặc biệt là các khâu giao nhận và phát đề cho thí sinh, giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình thi để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, không xảy ra trường hợp vi phạm quy chế thi.